Nam mô A Di Đà Phật. Xin mỗi trang 75. Câu thứ năm là khi nào mới chính thức được hộ niệm. Đây là cái quy luật nêu ra cho rõ ràng để cho ban hộ niệm chú ý. Không nên nhọn ca bừa bãi, cũng không nên đi hộ niệm bừa bãi mà phải còn có một quy luật nó cụ thể một chút thì cái sự hộ niệm sẽ chứng minh cho mọi người biết là cái hiệu quả rất là quan trọng rất là thu thắng còn nếu sở ý thì thường thường mình hộ niệm thì nhiều nhưng mà thành tựu thì không có với cái tâm càng của chúng tranh trong thời này vốn đã không tin phật pháp rồi mà chúng ta tạo ra những cái thành tựu không có rõ ràng, không có viên mãn, đưa đến tình trạng là người ta không có tin được Pháp Phật vi diệu, không có tin được sự giải thoát. Cho nên những điều này nó quan trọng khi chư vị đi hồn niệm. Câu A, sau khi gia đình thỉnh mời ban hộ niệm, đúng hay sai? Làm tình. Hả? Đúng hay sai? sai. Thực ra câu này sai. Khi gia đình thỉnh mời ban hộ niệm, đó là cái điều kiện tiên quyết. Người ta thỉnh mời mình, mình mới đến. Không thỉnh mình đến thì người ta kêu công an bắt đáng chịu. Sau đó mình tới gặp gia đình và bàn luận với gia đình những cái quy luật hộ niệm rõ ràng nếu gia đình chấp nhận mình mới hộ niệm. Còn gia đình không chấp nhận, thì thôi mình cũng đành chịu thua. Có nhiều trường hợp gia đình không chấp nhận, nhưng mà người bệnh đó tha thiết muốn được vãng sanh. Thì mình phải nói với cái người bệnh đó làm gì đã làm, làm gì chút hay gì đó, gì đó. Bảo đảm là trong khi hồ niệm gia đình không được cản trở. Ví dụ như có những cái chùa, có cái phòng vãng sanh, có những cái đạo tràng có vãng sanh. Những người bệnh đó tự nguyện đến cái 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 phòng hồ niệm đó, cách ly gia đình ra và bảo đảm rằng là gia đình không có tới quậy phá thì mình mới có thể hộ niệm được trước khi mà một gia đình quậy phá rồi thì làm cho cái cái cuộc hộ niệm rất dễ rất dễ đưa đến chỗ trở ngại cho nên không thể nào nên là gia đình mời là mình hộ niệm chắc chắn mình muốn hộ niệm như người ta có thể một lần không thành công mình tới lần thứ hai tới lần thứ ba đó là cái nguyên tắc của dự âm thường hay áp dụng khi một gia đình tới mình thường thường là tới ba lần. Và những lần đầu tiên đó là nói về quy luật cho rõ ràng. Nếu mà thí dụ như suôn sẻ mình nằm luôn. Mà không có thì mình đi lần thứ hai. Đi lần thứ ba mà giải quyết không được thì thôi mình đi thôi. Cho tôi xin cái cái tên để trở về đây. Hồi hướng công đức cho cho cái duyên không đủ. Thực sự nói là ở Việt Nam người ta đi hội niệm hàng ngày. Thành ra là cái quy luật người ta nắm vững. Người ta làm rất vững. Vì nắm vững như vậy mà thành quả rất là cao. Còn ở nước ngoài thì nhiều khi một năm cũng có một người. Người ta có tin đâu mà 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 hộ niệm. Cho nên nhiều khi đành ra mình cũng hộ niệm ráng. Chứ không biết làm sao. Xin thưa thật với chư Việt. Cái hộ niệm này mà phát triển được trong nước cứu độ hàng triệu người. Chính dù âm này là thực sự là thành tâm muốn làm sao cho bà, con, cô, bác, cha, mẹ chúng ta ở Việt Nam, hầu hết ở Việt Nam, được phản sanh. Còn ở nước ngoài khó lắm, quá khó người ta eo uột quá. Cho nên cái câu mà sau khi gia đình thỉnh mời xong là chúng ta đi hộ niệm liền. Không đúng. Câu B. Sau khi ban hộ niệm tiếp xúc gia đình và người bệnh, rồi ta mới hộ niệm. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Câu này sai xong đúng. Mình tiếp xúc với gia đình nhưng mà gia đình người ta không chấp nhận. Ví dụ như trường hợp bên vừa rồi bên tiệp người ta từ bên tiệp người ta mua mấy vé máy bay. Đem cả ba ngôn điểm người ta bao luôn cả vấy một lần năm sáu vé máy bay vậy. Bay tuốt qua Hà Lan. Để mà hộ niệm cho một cái bà cụ đó. Người em thì, thì, đồng ý. Mà ông anh thì nhất định cán trở. Nhất định cán trở thì người ta mới mua vé máy bay trở về. Chứ về thấy không? Cái lòng thành người ta đi tới cái mức độ đó mà chúng sanh cũng không tiếp nhận. Người ta không có đổi một đồng bạc thù lao. Người ta sẵn sàng tới mướn khách sạn ở riêng cũng ở những nhà đó nữa. Tức là người ta phát tâm mạnh như vậy đấy. Mà rồi gia đình không chịu thì làm sao đây? Cho nên là ta như vậy mà muốn được ô niệm. Phải có gì chút đàng hoàng. Phải coi như là cái tìm cách như là làm sao đó làm. Để tự mình thoát khỏi cái ách nạn của gia đình. Chứ vì biết oan gia là gì không? Oan là oan trái đó Oan là oan nghiệt đó Gia là gì? Gia là gia đình đó Nó nằm trong gia đình Không có gì ơi Không có ở ngoài đâu Thực sự đấy Khó lắm chứ không dẫn đâu Nằm toàn trong gia đình không à Ở người ngoài cái ai mà Mình trung luôn nhà mình mà cản trở Nhưng mà thực sự trong gia đình cản trở Thực sự như vậy Có nhiều chuyện mà gia đình cản trở Đau thương lắm Làm cho cha mẹ ông bà mình Tiếp tục đọa lạc Người ta không hiểu Thành ra cái những cái vị mà phát tâm mà đi khắp nước mà để mà tìm cách giảng giải rao truyền cái phương pháp hộ niệm nè thực sự là dâm hoang hô hết mình phải năng đang vận động cho chương trình đó tiếp tay cho chương trình đó để chi để cho nhiều người biết chứ vì nó nhớ là mình có một người chú một người bác một người gì không tin không tin có thể là tại vì cái duyên của mình với người bà con đó có một cái đời này nhưng mà một người khác nào trong cuộc vận động đó mà người ta tin Nhiều khi cái người tin đó lại là người người bác của mình trong đời trước Người chú của mình trong đời trước Nhất định nếu một người nào mà tin mình nhất định phải có cái liên hệ đó, đó. Mình không hay Như vậy thì một người nào mà tin mình để vãng sanh làm mình mừng vô cùng Tại vì mình không phải là cứu người thân cái thuộc gì ở trong cái đời này mà cứu những đời khác nữa cho nên dù âm bây giờ quan điểm một người nào mà tin là mừng là vui nghe một cái tin vãng sanh là mừng là vui giống như là chính người thân của mình vậy mà nhiều khi nhờ mình nên giao lưu lộng như vậy nhiều khi ảnh hưởng đó nó 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 gom gom lại nó làm cho người thân của mình ngộ ra mình nói thì không nghe nhưng mà người hàng xóm nói nhiều khi nghe thật sự đó như vậy cho nên sau khi ban hội điểm tiếp xúc gia đình rồi người bệnh cũng phải chấp nhận mà người gia đình cũng phải chấp nhận nên làm sao làm không phải giải quyết gia đình của họ khó lắm đấy chứ không dẫn đâu câu c sau khi ban hồ niệm trình bày giải thích bán nội quy cho gia đình và gia đình thống nhất chấp nhận thực hiện đầy đủ bán nội quy này. Đúng hay sai? Tại bây giờ là thật ra đúng á. Con là nào nó vẫn ăn nó Không có gì đó. Xin thưa từ quý chị vậy là có nhiều ban hộ niệm ta phát tâm rất là mạnh. Nhưng mà người ta là hộ niệm liên tục trong mấy tháng trường không có trường hợp nào vẫn xanh Ở Việt Nam người ta phát tâm trong là có có ca liền có nhiều cái ban hồ niệm mà cách đây năm ngoái năm kia gì người ta điện thoại qua ta nói ban hộ niệm của tôi trước tháng 6 năm 2012 tôi chưa có một cái nào vẫn thành hết nếu anh anh hồ niệm mấy chục ca không bốn chục ca không có cái nào vẫn thành hết nghĩa là cô cứ đi ra đi trật hết mình điều tra ra hỏi là tại sao nghĩa là người sắp đưa queo well rồi cũng nhận người mà coi như chết rồi cũng tới nhận luôn rồi cái bà con tới năng lý cũng nhận luôn Tôi nói anh nhận như vậy Anh anh hộ niệm luôn cho 5 năm nữa Cũng có một người vẫn sanh Có nhiều người nó chết 6-7 tiếng hộ hồ Rồi tới hộ, niệm 2 tiếng hồ là, là là chuyển liền Không biết người ta thần tánh gì mà ta nói như vậy Chứ mà thực sự hộ niệm là giúp cho người bệnh đó Hướng dẫn cho người bệnh đó làm cho được Cái điều này là cái điều quan trọng Mà người bệnh uống làm cho được Còn phải hung tu Còn phải tu Phải tập Phải sửa phải làm sao cho cái tâm của mình nó nhiễm cái câu A Di Đà Phật vô. Mà cái hướng đi của mình là hướng đi về Tây Phương cho không phải muốn làm giàu, muốn làm có, muốn làm đẹp, muốn làm sinh, muốn có cái thân thể an khang, tráng diệt, không muốn cái đó mà muốn quyết làm đi về Tây Phương. Thế làm sao cho ba cái điểm tín nguyện nó mạnh trong cái tâm của người bệnh thì người bệnh mới được tương ứng. Chứ không phải là người hộ niệm coi phát tâm sao là người người bệnh được được bản sanh không có chuyện đó. Vì thế cho nên khi anh ta mới kêu một người mà tư hướng hướng dẫn cho, chỉ cho, chỉ xong thì học tập được khoảng 2 tháng. Sau đó thì anh ta báo cáo lại. Chứ vì biết sao? Anh vừa mời. Từ khi mà tôi học được cái quy luật hộ niệm đàng hoàng rồi. Bây giờ tôi hộ niệm cũng được 42 ca rồi. Thành quả được bao nhiêu anh? 42 ca đều thành công mỹ mạng hết trơn. Chứ vì mới thấy là cái quy luật hộ niệm nó quan trọng vô cùng. Mà anh ta còn muốn chán nản bỏ hộ niệm luôn. Nhưng mà sau khi mà học hành đột tôi hướng dẫn Người đó chỉ sao anh mới làm vậy Làm cho đúng nguyên tắc đàng hoàng Anh ta bắt đầu làm quy luật đồ Cũng xin tất cả tài liệu bắt gia đình ký đồ đàng hoàng hả? Bắt đầu anh ta hồ niệm có sự thành công liền Anh ấy tôi hồ niệm được 42 ca Thành công hết Chứ vị thấy không Lạ lắm Cho nên cái quy luật này chính là cái mấu chốt Để giúp cho người bệnh được Được siêu thoát đấy nếu mà chúng ta cứ sở ý nói mình có tâm từ bi từ bi đa hòa hại là cái chỗ này bao nhiêu người theo ảnh đi hộ niệm chán vắng bỏ hết rồi người ta nói ô cái hộ niệm đó cái chuyện sai lầm người ta không tin nữa nhưng mà khi anh ta bắt đầu làm được như vậy tự nhiên thành tựu vô cùng tuyệt vời mà hỏi lâu rồi mấy mấy năm này không muốn liên lạc nữa không biết là thế nào mà chắc chắn sẽ có thành quả ở việt nam có nhiều cái thành quả tuyệt vời lắm chưa vậy ơi tuyệt vời vô cùng tại vì người ta hộ niệm rất là cẩn thận không bao giờ lơ là như ở đây ở đây hộ niệm gì cứ tới cái a di đà phật như là bốn ca một ca hai tiếng hồ sau cùng ấy gần đem công đức này hồi hướng đâu có phải thần thánh gì mà mình mình, mình niệm câu a di đà phật là người đó làm liệu một trăm một ngàn cái thứ vướng mắt trong tâm mà không gỡ ra làm sao mà họ thoát được mình đâu có phải hộ niệm cho một vị thánh nhân phàm phu tội chứng sâu nặng nó mắc nó dính nó đủ thứ trong đó người thì sợ chết người sợ bệnh người thì tham tiền người thì tham 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 nhà người thì quên đứa con cái nó dính dính đủ thứ trong đó hết trơn không gỡ ra làm sao mà cứu người ta được dễ gì cho nên người việt nam mình đi sâu mà hình như thành tựu khá khá rất khá câu đề hễ người bệnh tha thiết muốn vạn sanh thì ban hộ niệm sẽ nhận hộ niệm liền đúng hay sai cũng sai luôn người bệnh tha thiết muốn hộ niệm là cái điểm tiên quyết cần phải có nếu người bệnh mà không có muốn vạn sanh mình tớ mình giảng cái tôi không muốn vạn sanh thì thôi chịu thua bây giờ gia đình cứ yếm trợ nữa cũng cũng chịu thua thực sự có nhiều người đầu tiên thì không có muốn vạn sanh nhưng mà nhờ gia đình quyết lòng rồi mình tới tâm lý đồ dáng giải từ 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 ráng chịu khó trường hợp này là trường hợp mình chịu khó này người bệnh thì không nghe mà cả gia đình yểm trợ mình ráng chịu khó năng lý tìm cách tìm cách khuyên tăng khuyên thắng cho nên chư vị nói là trong những buổi hộ niệm nên tham gia là vậy để chi để gặp kinh nghiệm mà điều giải những cái này và sắp tới đây người ta làm cái conference Người làm trên thế giới luôn Tới cái giờ đó chưa vị có thể vào in, vào cái internet nghe Mình nói cũng như nói chuyện bình thường Những người ta kinh nghiệm ta mở ra Ta đem ta chỉ cái kinh nghiệm của họ Mình nói đây chưa chắc mình có kinh nghiệm bằng họ Nhưng mà họ có những cách kinh nghiệm Họ có những cách nói Người này nói một tiếng người kia nói một tiếng như vậy Nó mở ra cho mình ý hướng giải quyết Tại vì chính vì ông này có những trường hợp mà giải quyết không nổi Nhưng mà có những người ta kinh nghiệm cái chuyện đó người ta giải quyết được Cho nên những cái kinh nghiệm này quý giá vô cùng mà đây mà nếu mà làm được như vậy Mình Mỹ các vị bên Mỹ mà làm được như vậy là đúng là hợp với cái ý nguyện của mình Một người thì quyết lòng vận động khắp thế giới Từ trong nước cho đến nước ngoài để mà đi khắp nơi Tức là dùng cái tài liệu này mà đi khắp nơi để mình mà, mà truyền bá phương pháp hồn niệm Đó là mở rộng ra cho nhiều người tin tưởng mà nào vẫn sanh Dùng cái, 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 cái internet đó mà gặp nhau những người trên thế giới Để những người có thắc mắc gì hỏi Còn những người khác thì không có thì có những người kinh nghiệm hộ niệm người ta truyền bá nó thắng trên cái nền luôn ta phát tâm làm như vậy Tán tán vô cùng xin chư vị khi mà có chương trình nó nên tham gia hay lắm không có gì hết mình cứ mình mở lên rồi tự nhiên nói chuyện với nhau gặp mặt với nhau có tính chất quốc tế nữa đây là cái điều mà chúng ta nên làm để cùng nhau cùng nhau vãng sanh tây phương ngược lạc hang